Unbox bình xịt kem Pro Mix. Bên trong bao gồm một quyển hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, một bình bơm kem, nắp tay ga, chổi vệ sinh và một cái nắp bịt bình ga. 6 vòi bơm kem inox, 3 vòi bơm kem bằng nhựa. Lưu ý, khi tháo lắp chú ý đến gioăng cao su ở phần đầu da kem và bên trong nắp bình kem, tránh để rơi mất.